Sao nữ học lớp Gian Đại Gia để tìm chồng và cái kết không ai ngờ tới. Cuộc đời của sao nữ này đã thay đổi nhưng có lẽ không được như ý cô muốn. Thời gian gần đây, công chúng đang bàn tán xôn xao trước việc bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh là Diệp Khả bị nghi ngờ đã từng tham gia vào lớp huấn luyện Gian Đại Gia. Theo tiết lộ, những cô gái muốn được gả vào hào môn hoặc kết hôn với các sao nam nổi tiếng sẽ phải chi ra một khoản tiền khủng để vào lớp này học hỏi kinh nghiệm. Ngoài Diệp Kha thì cựu người mẫu Phương Viên cũng bị khui ra việc học lớp Gian Đại Gia này, vì thế cô mới có cơ hội gả cho thiên vương Quách Phú Thành. Nhưng theo truyền thông Trung Quốc, ngoài danh phu nhân thiên vương ra thì Phương Viên chẳng còn gì nữa cả. Ngay từ trước khi kết hôn, Quách Phú Thành đã yêu cầu Phương Viên ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân. Điều này có nghĩa là cô sẽ không nhận được bất cứ tài sản nào nếu chẳng may hai người có ly dị sau này. Những tài sản trong cuộc hôn nhân của họ cũng được phân chia rạch ròi, Phương Viên cũng không có quyền quản lý thu nhập của Quách Phú Thành. Sau khi kết hôn, Quách Phú Thành sẽ cho Phương Viên số tiền 200.000 XKD, khoảng 640 triệu đồng để tiêu vặt mỗi tháng. Đồng thời chu cấp cho bố mẹ vợ 100.000 XKD, khoảng 320 triệu đồng. Thỉnh thoảng, nam diễn viên nổi tiếng cũng tặng Phương Viên những món đồ xa xỉ nhưng chắc chắn sẽ không mua nhà hay xe sang cho vợ. Vì thế, người đẹp sinh năm 1987 này phải chuyển sang livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập và có thể độc lập hơn về mặt tài chính trong trường hợp hôn nhân của cô với Quách Phú Thành không bền lâu. Ngoài việc phân chia rõ ràng về tài sản và những khoản chi tiêu sau kết hôn, Quách Phú Thành còn được cho là rất keo kiệt với vợ. Còn nhớ trong đám cưới vào năm 2017, Bình Tinh Hồng Kông chỉ chi ra 1 triệu XKD, khoảng 3,2 tỷ đồng để tổ chức hôn lễ đơn giản với 10 bàn tiệc. Phương Viên không có một bộ ảnh cưới đàng hoàng nhưng cô chẳng thể nói gì. Ngoài ra cô cũng chỉ dám mời những người thân thiết nhất vì Quách Phú Thành trừ lại cho nhà gái 3 bàn tiệc thôi. Theo trang Baijia House tiết lộ, Quách Phú Thành có tài sản lên đến 2 chỉ XKD, khoảng 6.400 tỷ đồng, nhưng anh lại chẳng tổ chức một đám cưới rình rang cho vợ. Nhìn vào Huỳnh Hiểu Minh chi ra 200 triệu tệ, khoảng 700 tỷ đồng, cho hôn lễ, hay Ngô Kỳ Long không tiếc 100 triệu tệ, khoảng 350 tỷ đồng, vì lưu thi thì đúng là cách biệt, một trời một vực. Trong một sự kiện mới đây, Phương Viên cũng chia sẻ cô vẫn chưa có được ngôi nhà của riêng mình ở Hồng Kông và nữ người mẫu, mong muốn sẽ sớm sở hữu tổ ấm có mặt tiền hướng ra biển. Lời nói này của Phương Viên cũng đủ để thấy Quách Phú Thành chưa bao giờ cho cô một tài sản nào có giá trị, ngay cả khi cặp đôi đã kết hôn được 7 năm. Nếu so sánh với những vị thiên vương khác thì Quách Phú Thành trái ngược hoàn toàn, Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa đều giao cho vợ quyền quản lý tài chính, Lê Minh thì không tiếc tiền cho bà xã. Thậm chí, Quách Phú Thành còn bị chê là keo kiệt, đến nỗi để cho vợ con đi máy bay khoang rẻ nhất, trong khi anh luôn chi bụng tiền vào thú chơi siêu xe của mình. Nhiều người cho rằng Phương Viên học lớp Gian Đại Gia nhưng ai ngờ lại phải nhận một cái kết đáng như vậy. Người mẫu 37 tuổi sinh cho chồng hai cô con gái mà cuối cùng vẫn chẳng được gì. Bao năm qua cô phải tự mình kiếm thêm thu nhập để đảm bảo cuộc sống của bản thân và bố mẹ ruột.